Hàng ngày, làn da phải đối mặt với tác động từ ô nhiễm môi trường, bức xạ điện tử và cả sự lão hóa bên trong nên sẽ dần khô và yếu đi, khiến cho da bạn bị nhiễm corticoid, làm da bị tổn thương, mài mòn, viêm nhiễm mãn tính do tích tụ quá nhiều chất độc corticoid. Nhiều chị em đang nôn nốt lo sợ không biết phải khắc phục như thế nào, thì kem dưỡng phục hồi B5 là chân ái đấy nhé. Trong video này, shop sẽ giải thích rõ hơn về công dụng phục hồi da nhiễm corticoid nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem dưỡng B5 40ml không chỉ cấp ẩm cho làn da nhanh chóng tái tạo, mà còn giảm thiểu rõ rệt các biểu hiện da nhiễm corticoid trên da. Hơn nữa, kem dưỡng phục hồi da B5 còn làm dịu da tức thì, đối với làn da đang bị kích ứng, mẩn đỏ, da đang tổn thương sau nặn mụn, laser hay là vừa trải qua sản phẩm chứa corticoid nữa nhé. Bên cạnh đó, kem B5 cung cấp độ ẩm cho da đàn hồi tốt, căng mịn và khỏe hơn. Hơn nữa, sản phẩm còn giúp kháng khuẩn, giảm sưng tấy, phục hồi tầng biểu bì da, giúp làn da mỏng yếu trở lại bình thường. Ngoài ra, với khả năng dung nạp tối ưu cùng tiêu chuẩn hạn chế thấp nhất kích ứng da và thành phần không chứa paraben, hương liệu, mỡ động vật nên sản phẩm lại càng đảm bảo được độ an toàn và lành tính. Kết cấu của kem dưỡng này thẩm thấu nhanh, không để lại vệt trắng và gây nhờn rít. Để có được những công dụng tuyệt vời trên, thì kem B5 được kiểm định rất chặt chẽ với các thành phần như là vitamin B5, làm dịu các tổn thương, kích ứng và tấy đỏ trên da, beta carotene giúp da mau lành sẹo. Hơn nữa, không thể thiếu đó là các khoáng chất đồng, kẽm, magie và mangan, giúp kháng khuẩn và giảm sưng tấy. Kem B5 hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem B5 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.